Cân nặng của em giảm tổng đến thời điểm này là bao nhiêu cân rồi? 50 cân tròn. Quá xuất sắc luôn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì với anh sẽ quyết định gọi điện FaceTime trực tiếp với bạn Tuyết, là trường hợp khách hàng giảm béo kỷ lục của Viện Thẩm mỹ Korea và rất nhiều các khách hàng đang tìm hiểu và mong muốn tìm thấy cái sự hiệu quả của bạn Tuyết như thế nào sau liệu trình dịch vụ. Và anh sẽ bí mật làm một con số rất là khủng khiếp trong ngày hôm nay. Và anh sẽ gọi điện trực tiếp cho bạn Tuyết để chúng ta sẽ cùng nhìn thấy cái sự thay đổi của bạn như thế nào, cũng như số cân kỷ lục mà bạn đang giảm tại Viện Thẩm mỹ Korea nhé. Thế à? Thế nào rồi? Tình hình dịch tiết ở trong đấy thế nào rồi? Mãi không đi ra được đây, sốt ruột quá. Có khi là phải đi Đà Nẵng mất thôi. Bên đây là ổn định rồi chị. Ừ, ổn định ra chị đi. Lâu quá không gặp nhau rồi. Nhớ lắm đây này. Thế ra nhá. Rồi, nhìn mặt cậu này gọn quá. Đúng là lâu không nhìn thấy nhau trông khác hẳn. Em đứng xa ra chị xem nào. Đứng xa đây cho chị nhìn thế nào. Trời ơi, xuất sắc, rất gọn luôn. Quay một vòng, yeah. Cân nặng của em giảm tổng đến thời điểm này là bao nhiêu cân rồi? Ui ôi, chị quên. Cân nặng giảm bao nhiêu cân rồi gái? Cân nặng giảm như thế nào? 50 cân tròn. Quá xuất sắc luôn. Mà nhìn thấy em cười như thế này là chị thấy vui rồi này. Quá xinh, gương mặt không tuổi luôn. Này chị thấy em giảm cân xong lại xinh ra đấy, cằm cũng gọn này, không còn sệ hết cả nữa. Có nét à? Quá nét. Cầm nhận luôn. 50 cân, trời ơi rất xuất sắc. Quần áo của em bây giờ là em đang mặc quần áo mới mua hay là quần áo như thế nào đây? Thay hết cái đống quần áo cũ chưa? Em buồn lắm chị, nói đến quần áo em buồn lắm chị. Sao? Không có đồ để mặc. Đi không có quần áo để. Anh phải đi sửa, đi sửa mà. Mai là vừa rồi ba em được trong tủ ở trong quê á. Ừ. Gặp được cái áo này. Áo này là hồi năm 2016 á. 2016 là 4 năm về trước. Nhưng mà chị thấy là áo cũng vẫn đang rộng đấy, có khi là em vẫn cần phải sửa lại cái áo nữa đấy. Đây. Ừ. Wow. Thế này mà đến lúc gặp nhau thì có khi mặc cái áo này vẫn còn rộng cơ. Thế sức khỏe của em như thế nào? Sức khỏe như thế nào? Ừ, công nhận. Thấy cười là biết khỏe rồi. Trời ơi, xinh quá, nhớ nhau quá đây này. Hay là chị sẽ xin chương trình vào Đà Nẵng đi. Để em bay ra Hà Nội cầu thang mọi người được không? Ừ, thôi em ra đây đi, mọi người đều rất nhớ em. Ai cũng hỏi thăm về Tuyết. Do là vừa rồi Đà Nẵng bị dịch đó chị. Ừ. Đà Nẵng Quảng Nam á. Ừ. Dịch, thế nên anh cũng có về quê. Nhưng mà cũng gọi những cái như thế này á. Ừ. Thì ba mẹ em gửi cái cục áo ra cho em. Ừ. Thì bất ngờ mình thấy là những cái biển tay là em mặc được những quần áo cũ. Ừ. Những ví dụ như là em đi làm nó khỏe hơn rồi em có thể ngồi xuống. Ừ. Ừ, thử ngồi ra xa chị xem nào. Nói không tin đâu. Đi ra ngồi thử xem nào. Nhanh lên. Đi ra. Ừ. Đi ra đi em được. Không cười. Đứng ra đi. Nào đứng lên ngồi xuống. Không, chị không cười. Chị hứa chị sẽ không cười. Không cười. Không cười. Ừ, ok. Rồi, quá xuất sắc luôn. Rất tốt. Chưa bao giờ mà có thể được ngồi xuống. Em có thể ngồi được chém được mà.
còn công việc của em các thứ thì sao? Đợt vừa rồi dịch như thế mà đến việc là đi mua pin để mà cân cũng không có nữa, bây giờ có cân chưa? Đấy vừa rồi tăng lại là em giảm được dịch nhưng mà không có tăng cân. Ừ, tốt quá. Được, nói chung bên đó mình giảm trong vòng chỉ những dẫn hơn 5 tháng nhưng mà mình giảm được 50 cân thì người khác nghe thì nó hơi bị siêu. Ừ. Nhưng mà hiện tại là số cân của em là 100. 100 tròn. Chuẩn năm một trăm phải mấy lạng á? Ừ, mấy lạng rồi đấy không? Khi mà cái tới vừa ra là em nói là nếu như mà trong vòng ba năm mà em giảm số 100 cân á thì em cũng mặc định rồi. Trời ơi, ba năm giảm 50 cân mà bây giờ đến Korea mới có một liệu trình mà chúng ta còn chưa chia tay nhau nữa đã giảm 50 cân rồi thì làm thế nào bây giờ? Chị à? Sao bây giờ lại đổi tại chị, làm thế nào lại đổi tại chị bây giờ? Bây giờ lại bị mất cân nhiều là vì da gặp chị đúng không? Tại chị với con nam chăm sóc em tốt quá. Ừ, trời ơi, chị nói thật là các bạn ở đây cũng rất nhớ em, thật sự rất là tốt. Nói chuyện với em như thế này chị cũng thấy đỡ sốt ruột hơn này, không gặp được em nhưng mà nghe chừng nói đến giảm 50 cân mà sức khỏe khỏe như thế này, nhìn mặt cười nói rộn ràng như thế này là chị cũng thấy yên tâm lắm rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau một ngày gần nhất, gần nhất. Lúc vì mới đi giải tạ thì mất kỳ mất kỳ. Rồi là đã bạn vừa mới đi giải tắt. Cho nên là em chưa nghĩ cho nên là khi sắp xếp lại một thử rồi là em sẽ bay ra lên. Chị rất mong ngày gặp lại em. Rất mong và hy vọng nó là một ngày gần gần đây nhất. Có thể được. Xương khoai xanh, chị đã nhìn thấy xương khoai xanh. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy xương quay xanh ở trên bờ vai này và bây giờ đã nhìn thấy xương quay xanh rồi. Ừ đấy, đã nhìn thấy xương quay xanh rồi, chết rồi. Thế này là sắp mặc được áo trễ vai rồi đấy. Tất nhiên bảo thấy. Ừ, công nhận. Rất là đẹp luôn. Viện thẩm mỹ luôn bên em, tất cả các anh chị luôn bên em hãy tin một điều là như thế. Dù cho có giãn cách xã hội, dù cho có dịch bệnh thì Viện Thẩm mỹ Korea vẫn luôn bên em và sát cánh cùng em để giúp cho em có một cơ thể hoàn hảo nhất, một sức khỏe hoàn hảo nhất. Và mong là em, như em nói đấy, là một nhịp cầu để đưa Viện Thẩm mỹ Korea đến với những trường hợp khách hàng có những cái bệnh lý, có những cái vấn đề về ngoại hình. Để gửi lời thăm mọi người nha. Ừ, tất nhiên rồi, mọi người luôn bên em nha.